Bài gồm 4 bước, mỗi bước 8 nhịp. Bây giờ mình đi cùng hướng với các bạn nhảy nhé. Chân trái mình bước ra trước này, bước thứ nhất này. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Bước thứ hai, 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Bước thứ 3, 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Bước thứ 4, 4, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8.